Xin chào quý khách hàng thân thương quan lại với kênh máy xúc cần gầu xe ben của chúng tôi, SK200. Anh em mà đang có nhu cầu thì cứ mạnh dạn lên, đừng có ngại ngần, điện ngay cho chúng tôi để chúng tôi sẽ gửi hình ảnh cho anh em coi. Anh em không mạnh dạn là chúng tôi cho đi làm luôn, vừa làm vừa bán anh em ạ. Giá cả đồng ý. Mùa khô đến nồi là những cái sản phẩm mà không bẩy như này là anh em mà đang làm rừng này, rồi làm đồi này, làm công trình lớn thì đây này, sản phẩm này chúng tôi đều có cả nhá. Đang lôi em nó ra để cho thợ chỉnh lại chút xíu nữa thì nó hoàn chỉnh rồi bắt đầu cho đi làm, hoặc là bán hoặc là cho thuê. Thường con này chúng tôi cũng mới về dọn xong rồi, cho đi làm 2-3 hôm rồi, hôm nay về có thể là cho đi làm một trận nữa. Một trận nữa để cho quý vị nếu mà nó thật sự có nhu cầu, thật sự có nhái ý thì hãy gọi điện cho ông tôi để mua. Xe này chúng tôi đang để ở thành phố Buôn Thuật. Bơm hơi. Hôm nay thợ bơm đi vắng cho nên là lôi ra để xem thế nào, để ngày mai có thể là một là bán, hai là lên được đi làm. Vì mùa khô đến rồi là chúng tôi có vừa cho thuê là vừa có công trình nữa. Thế là hôm nay tôi quay con này nên để vừa là quay lên kênh YouTube, vừa phần nữa là giới thiệu với anh em và quý bà con là đang có nhu cầu sử dụng cũng như là đang có công trình, nếu không mua thì chúng tôi có thể là cho thuê. Video mà chúng tôi quay cho anh em coi rồi, bây giờ quay chi tiết cái đùi cái bơm máy của em nó nhá. Xe đẹp đấy, xích chiếc hơi ok, chuẩn chỉ của 07 đấy. Đan. Xích này. À, con này chúng tôi sơn lại rồi, sơn nguyên cây, cho đẹp. Coi ra chi tiết cho anh em coi được thì mua. Con này bán 42 hai giá luôn. Mầm nước này không có tí nhớt à, vừa bán nó đang đổ, chưa đi làm nên là chưa bơm, nên cho anh em coi bộ phố nha. Cũng nhiều lúc cũng cặp mà con này máy Mitsubishi, Mitsubishi máy gì 6 máy. Đây nhà thấy máy này Mitsubishi nha, chụp luôn 6 máy luôn. Quay đi đỡ đâu, quay lại. 6 máy có chục cô anh em nhá. Thôi bây giờ xuống để cho anh em thử máy lần nữa phát nữa nào. Bơm máy này anh em thấy không? Mẹ khô như thế này cơ mà, khô như gái 18 quý vị ạ. Nhưng mà động vào là ra nước đấy, gái 18 là vậy đấy, động vào là ra nước đấy.
quay chi tiết như này cho anh em. Bây giờ tôi sẽ quay con nào là quay chi tiết luôn quý vị ạ. Quay chi tiết luôn để cho anh em nhòm cỏ nhìn kỹ. Tôi quay chi tiết thì tầm khoảng 8 phút thôi, nên anh em cứ coi hết cái 8 phút đó là anh em sẽ nhìn được những cái sản phẩm cũng như là những cái bơm máy chân gẳng của chúng tôi, máy của chúng tôi, những sản phẩm của chúng tôi. Đó. Vừa rồi gái 18, nhưng mà tôi nói là gái 18 thì nói vui vậy thôi, nhưng mà thực ra là con này cũng còn ok lắm. Con kia đi ra định mà nằm trong đấy. Cầm cẳng bệ, anh em thấy không? Như thế này thì quý vị đã thấy cái tôi vừa quay tôi vừa chụp luôn. Cái độ chất của em nói chưa? Như đã nói thì tất cả những cái sản phẩm như này á, nó như thế nào chúng tôi sẽ nói luôn. Con này thì sơn rồi, quý vị thấy cũng đã thấy luôn. Bây giờ khởi động lại tiếp. Bên kia kìa, quý vị nhìn thấy kìa, bên kia kìa, xích kia nó gãy 2-3 lá rồi. Nhưng mà không sao, cái đấy là anh em mua chúng tôi thay luôn. Giá 420. Như vừa rồi tôi nói là con này là máy Mitsubishi 6 máy. Thợ của tôi là thợ máy chuyên nghiệp rồi, thợ biên chế cả bơm cả máy cả thủy lực. Mới ở trong kia ra này hơi bẩn đây này anh em này, thấy cái này này, ồ nó gây bố rồi, lá này phải thay rồi này, mấy trăm nghìn rồi đấy. Cabin này, cabin thì rất là nghèo nàn, thì đời nó cũng sâu rồi, cho nên là những cabin như này thì nói chung là nó không được hoành tráng cho lắm, nhưng về cơ bản thì vẫn ngồi tốt. Máy lạnh điều hòa 4 hướng nha, bỏ cabin ra là mát lạnh luôn. Đấy. Giá 420 có thương lượng nhẹ thôi anh em ạ, à. Không có nặng đâu. Bây giờ thì không nói nhiều, xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những sản phẩm mà chúng tôi đang có. Hiện tại thì con này ở thành phố Buôn Ma Thuột. Còn các bác nào mà thích dòng 07 Mitsubishi, à xin lỗi, Sumi F2 thì đây nhá. Khối 2 này. Đấy, chúng tôi còn rất là nhiều những sản phẩm như thế này để phục vụ quý bà con cô bác ở trên kênh, cũng như là phục vụ bà con ở khu vực Tây Nguyên. Đa phần là những dòng máy lớn chúng tôi để ở thành phố Buôn Ma Thuột là rất là nhiều, tại vì ở đây thì công trình nó khá là nhiều. Còn dưới Bình Dương ở những khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ để máy không bài ở xuống thôi. Chỗ này bữa trước chúng tôi thả lươn rồi nhá anh em nhá. Thế đùa vậy thôi chứ đây nó lầy quá. Nên là chúng tôi thì chỉ để ở đây để dọn thôi, còn dưới kia là di chuyển xuống dưới kia. Bây giờ không nói nhiều, không nói miên man nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.